Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một bài bất động sản. Nói về thực trạng một số căn nhà gọi là nhà liền kề ở Hà Nội á. Mặc dù đã đắp chiếu nhiều năm, nhiều nơi không có sổ đỏ nhưng mà giá tăng gấp đôi. Đây là những căn nhà để rất là lâu rồi các bạn biết là chưa đưa vào khai thác sử dụng. Ở mặt tiền bên ngoài nhìn nó rất là nhớp nhát, toàn một dãy như thế này. Mình thấy chỉ có cái nhà này là đưa vào sử dụng thôi các bạn này, có nghĩa là họ đã sơn sửa cái nhà này rồi, người ta làm đào đáy ra rồi. Nhìn cái nhà nó rất là sáng loáng, chỗ này hình như có thêm một cái nhà này các bạn này, chỗ này hình như có thêm một cái nữa, có nghĩa là nguyên một tuyến phố các bạn biết là nó giống như một cái giờ báo đó. Nó chỗ đang chỗ trán, chỗ đang chỗ trán, nó nhìn nó không có bài bản và đặc biệt là nó không có đẹp, nó rất là nhớp nhát. Nói chung nhìn một khu phố các bạn biết là nó không có đồng bộ nhưng mà giá không hề rẻ. Nó nhiều căn nhà liền kề đang xây dựng dở dang, đắp chiếu nhiều năm và chưa có sổ đỏ nhưng vẫn được rao bán giá gấp đôi so với cách đây 2 3 năm. Các bạn biết là nhà ở Hà Nội nó đắt thật là kinh. Đã 5 tháng trở lại đây, giao dịch trên thị trường bất động sản đang diễn biến chậm lại. Có nhiều khu vực đã tắt thanh khoản, tuy nhiên giá bất động sản nhiều khu vực đang vẫn tăng lên, chưa có dấu hiệu giảm, khiến việc mua nhà của nhiều người trở nên khó khăn hơn. Thấy thị trường chững lại, đang có trong tay hơn 10 tỷ đồng. Anh Nguyễn Hùng, một nhà đầu tư tại Hà Nội, tranh thủ đi xem những căn nhà liền kề tại Hà Nội với mong muốn sở hữu để cho thuê kiếm lời. Tuy nhiên vì giá nhà ở nhiều dự án tăng mạnh khiến cuộc tìm kiếm của anh thất bại. Tôi phát hoảng khi được biết giá nhà liền kề biệt thự thời điểm hiện tại, nhiều căn từ cuối năm ngoái đến nay đã tăng tới 20-30%. Kế hoạch của tôi đang phải tạm gác lại vì giá biệt thự liền kề tăng liên tục với tốc độ chóng mặt và biên độ tăng rất lớn. Như vậy là từ đầu năm bây giờ cuối năm ngoái tầm tầm khoảng tháng 1, 12 rồi đó, bây giờ là tăng từ 20 đến 30%. Tương tự anh Trần Thế sống tại Hà Nội cho biết hiện gia đình anh có một căn chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, do nhu cầu tăng lên nên vợ chồng anh tìm một căn nhà liền kề trong khu đô thị Hà Nội. Tuy nhiên với số tiền khoảng 8 tỷ đồng, anh Thế vẫn không thể mua nổi một căn liền kề ở khu vực này. Anh cho biết giá nhà liền kề ở đây đang dao động từ 130 đến 200 triệu đồng một mét vuông. Do nhu cầu ở của gia đình tăng lên, vợ chồng tôi đã đi tìm mua một căn nhà liền kề cho ổn định. Tuy nhiên, khi tìm hiểu và hỏi giá, gia đình tôi thấy bất ngờ vì tầm 8 tỷ đồng vẫn không mua được một căn liền kề đầy đủ pháp lý trong một khu đô thị quy mô. Hà Nội bạn biết là 8 tỷ tiền lớn chứ đâu phải nhỏ đâu các bạn. Nhưng mà so với Hà Nội chẳng thua gì hết. Mua không nổi một căn liền kề. Những căn như thế này các bạn mua về đâu phải ở liền được đâu. Về là phải làm toàn bộ nội thất và sơn và sửa lại, làm tắc tật hết, tốn ít nhất phải vài tỷ nữa. Này các bạn thấy 8 tỷ mà không mua nổi. Nhưng điều khiến anh Thế ngã ngửa, dù nhà liền kề trong dự án thiếu đồng bộ, pháp lý chưa đầy đủ, thậm chí đang đắp chiếu nhiều năm nhưng vẫn có giá cao ngất ngưỡng. Một căn liền kề khoảng 80 mét vuông ở Hòn Đất Hà Đông, Hoàng Mai cũng đang có giá khoảng từ 9 đến 10 tỷ đồng. Những khu đô thị này hiện đang bỏ không nhiều năm, chưa có người về ở, cũng chưa có giá chứng nhận quyền sở hữu. Theo tôi tìm hiểu, giá này đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2019-2020. Như vậy là hơn 2 năm mà giá đã tăng gấp đôi. Đó các bạn thấy kinh khủng mà. Đó, giá đâu có dừng là đáo. Thực tế thời gian qua nhu cầu tìm mua phân khúc này rất lớn, dù mức tăng của phân khúc này rất cao, tuy nhiên lượng giao dịch qua tìm hiểu không lớn vì thực tế khi thị trường bị đẩy giá nhiều nhà đầu tư cũng run tay không dám đủ đỉnh. Bạn biết là giá ăn lên đúng là bà con run ở trên. Bây giờ xuống tiền mua thì dễ lắm, nhưng mà có chuyện là có bán lại được hay là không, điều quan trọng là tính pháp lý của nó nè. Nhà mà nó có đầy đủ giấy tờ, hạ tầng đường hoàng thì có khả năng bán được, chứ còn bây giờ đặc biệt là mình đánh giá về cái giấy tờ
Bây giờ còn nằm đau đau, mua sao mà ôm đó, nói bạn không ai nói trước được. Theo anh Vũ Tùng, chủ một văn phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, nhà liền kề và biệt thự thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Theo đó, giá phân khúc bất động sản này cũng tăng liên tục. Ở những căn như thế này, nó bà Hà Nội bán giá cao ngất ngưỡng, liền kề mà đẹp nữa. Khu này thì bài bản rồi. Nhiều căn liền kề trong nội đô khoảng năm 2019 có giá 7-8 tỷ đồng thì giờ giá rao bán cũng tăng gấp 2 lần, thậm chí cao hơn nữa. Theo anh Tùng, không chỉ khu vực nội đô, nhà liền kề ở các huyện như Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh cũng tăng rất mạnh. Thậm chí những khu vực này giá còn tăng nhanh hơn trung tâm, cá biệt những nơi tăng từ 3-4 lần so với thời điểm trước dịch. Bạn dễ sợ. Đó, nhiều nơi nó còn tăng còn khủng hơn nữa, 2 lần là nhẹ nhàng đó. Đúng là đất Hà Nội, đất vô cùng các bạn. Mới hơn 2 năm mà giá đã tăng gấp đôi, ở nhiều nơi là tăng gấp 3-4 lần. Nếu như có đầy đủ giấy tờ, ra sổ hồng đường hoàng, hạ tầng sửa sang chỉnh chu một tí, giá có khi còn tăng nữa. Giá này chỉ là giá rao thôi, còn giá giao dịch mình nghĩ nó cũng quanh quanh cái giá này. Vì sao giá lại tăng nhanh đến như vậy? Như các bạn biết là hơn 2 năm vừa qua, cơn sốt đất đã bùng lên trong cả nước. Cho nên Hà Nội tăng nhanh là một điều hiển nhiên thôi. Đặc biệt là Hà Nội vừa qua, các bạn biết là công bố rất nhiều quy hoạch. Nào là đường vành đai, rồi những đô thị ven sông Hồng, rồi đất các xã ở huyện, sau này quy hoạch liên quận lên thành phố, rồi đất Hòa Lạc, Ba Vì, ở đâu nó cũng tăng hết ra. Đất vùng ven nó đã chạy vài lần thì đất ở nội đô nó cũng chạy theo, tùy theo vị trí. Các bạn hãy tưởng tượng nếu có giá như vậy mà toàn là nhà bỏ không, không có người ở, Hà Nội có hàng ngàn căn như vậy, chúng ta nhân lên là một số tiền khổng lồ, số tiền lớn lắm các bạn. Điều này có nghĩa là một lượng tiền rất lớn của xã hội đang nằm án binh bất động. Nếu số tiền này mà không nằm ở đây, có nghĩa là không có tính đầu cơ, nếu chạy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hay là dịch vụ gì đó, cái vòng quay nó quay nhiều là nó sẽ tạo ra rất là nhiều tiền và tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho xã hội. Nhưng mà bây giờ các bạn biết là nó nằm nguyên chỗ như vậy. Bất động sản là bất động mà nó nằm yên chỗ như vậy. Cái này là nó thuộc về lỗi hệ thống, lỗi của các nhà làm luật. Cái còn người dân người ta thấy cái gì có lợi thì họ đầu tư thôi. Dân được phép làm những gì mà luật pháp không cấm. Thì sau này có cơ chế này nọ thì không biết là có kéo được cái giá bất động sản xuống hay là không, hay là có giảm được tình trạng đầu cơ bất động sản hay là không. Thời gian vừa qua anh chia sẻ với các bạn á, nhiều giải pháp sắp tới đưa ra đó, nhưng mà câu chuyện của nó là nó kéo cũng khá là dài. Ít nhất là phải từ 5 năm, 10 năm nữa chúng ta mới thấy được cái hiệu quả của nó. Chứ còn từ đây đến 5 năm nữa, mọi thứ nó cũng như vậy thôi. Nó vẫn có những cơn sốt đất, tình trạng đầu cơ nó cũng diễn ra như vậy. Có khả năng ít tí thôi chứ còn tình trạng đầu cơ nó vẫn còn diễn ra. Vì bây giờ luật chưa sửa đổi, rồi thuế bất động sản tất cả mọi thứ là chỉ nằm trên giấy thôi. Cái việc mà bàn bạc để thông qua và kế ít nhất phải đâu qua năm nữa. Rồi luật ban hành rồi còn chờ nghị định chính phủ nữa. Rồi nghị định chính phủ là chờ thông tư của các bộ ban hành, nếu nói bạn là nó kéo dài tham tảm gì trời. Về phương hướng định hướng là có trang rào, nhưng mà để thực hiện nó còn phải khá nhiều thời gian nữa. Đó thì ngày nay có cái bài cũng hay hay, cũng mới mới thì chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.